Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Phúc An TV. Phúc An TV tiếp tục cập nhật thông tin về đàn gà con của ca sĩ Phi Nhung. Hôm nay là ngày 12 tháng 1 2024, thì hôm nay quán trai của ca sĩ Phi Nhung, hay còn gọi là Buda Chai, đã chính thức có những gian hàng tại lễ hội ẩm thực chay tại công viên gia đình. Lễ hội này thì có rất là nhiều đơn vị bán hàng thực phẩm chay đến đây đăng ký, và Buda Chai sau những ngày cực lực của quản lý Diễm Phạm cùng với toàn thể nhân viên nhà hàng Buda Chai thì có được 3 gian hàng rất đẹp tại công viên gia đình. Và tối hôm nay là ngày đầu tiên khai trương của lễ hội ẩm thực chay. Lễ hội ẩm thực chay kéo dài từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 14 tháng 1. Đây là một trong những chương trình hàng năm, và rất là nhiều cô chú anh chị khán giả cũng như khách hàng đến đây để ăn những món ăn chay rất ngon từ các vùng miền, ba vùng miền Bắc, Trung, Nam, với rất là nhiều đơn vị tổ chức bán buôn thực phẩm chay đăng ký tại công viên gia đình. Quán chay của ca sĩ Phi Nhung là một trong những quán được bài trí rất đẹp tại công viên. Quản lý Diễm Phạm cùng với đàn gà con ở đây đó là em Đức Hiếu, là con trai trưởng của ca sĩ Phi Nhung, những ngày vừa qua đã làm việc rất cực lực cùng với anh Hải, là em của ca sĩ Phi Nhung, đã làm việc rất là chăm chỉ và đã hoàn thành những gian hàng rất đẹp tại lễ hội ẩm thực chay tại công viên gia đình. Và ngày hôm nay, ngày đầu tiên, rất là nhiều khách hàng, thực khách đã đến ủng hộ Buda Chai. Buda Chai của một ca sĩ, một người có tấm lòng, giàu lòng nhân ái, đó là ca sĩ Phi Nhung. Hôm nay thì Thiên Ngân cũng chia sẻ thông tin về việc em ấy đã dọn nhà. Thì Thiên Ngân nhận được tin vui đó là từ một chị chủ của một shop thẩm mỹ đã gửi tặng quà cho Thiên Ngân. Biết rằng Thiên Ngân không có thời gian đến để nhận quà, và chị này đã đến tận nơi trao quà cho Thiên Ngân. Thiên Ngân rất là vui, rất là hạnh phúc. Đó là tấm lòng của một chị chủ thẩm mỹ đã dành cho Thiên Ngân. Thì cô chú anh chị cũng đã thấy được Thiên Ngân là đại diện của những shop thẩm mỹ về thời trang, thì Thiên Ngân rất là có cái ngoại hình cũng tương đối là nên làm việc đại diện cho những nhãn hàng cũng được mọi người vô cùng yêu mến. Hiện tại thì Thiên Ngân cũng đang tất bật để tập dần những cái ca khúc để chuẩn bị cho đêm diễn vào ngày 18 tháng 1 sắp tới đây tại phòng trà Đồng Dao, cùng với Tuyết Nhung, Mạnh Quỳnh, Trường Giang, Dương Huệ và Trường Huy. Hiện tại thì show diễn này cũng có rất là nhiều ý kiến của cô chú anh chị khán giả lên tiếng về show diễn này. Tuy nhiên thì show diễn này hiện tại thì đàn gà con cũng đang tích cực tập dượt những cái ca khúc để chuẩn bị cho đêm diễn. Hôm nay đã là ngày 12 tháng 1 rồi, chỉ còn 5-6 ngày nữa là đêm diễn sẽ diễn ra. Và hiện tại thì Mạnh Quỳnh cũng đã về Việt Nam để chuẩn bị cho show diễn đầu tiên của mình, đó là show diễn Xuân Phát Tài. Thì đợt này Mạnh Quỳnh về nước sẽ biểu diễn 4 show, 2 show ở Hà Nội và 2 show tại thành phố Hồ Chí Minh.
tại phòng trà Đồng Giang, đặc biệt là hai show tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện tại có rất là nhiều luồng ý kiến của cô chú chị khán giả nói về show ngày 18 tháng 1 cũng như vào ngày 19 tháng 1 Mạnh Quỳnh sẽ biểu diễn cùng với Dắt Long và Yuki Ảnh Bùi. Hôm nay thì Chí Nhung cũng có chia sẻ về việc em ấy đã chuyển tiền cho đơn vị thu bản quyền, thu tác quyền về ca khúc mà Chí Nhung thời gian vừa qua trong cái live show cùng với Trường Sang đã thể hiện những cái ca khúc mới. Thì những ca khúc này sẽ được tiếp tục được thể hiện trong đêm diễn vào ngày 18 tháng 1 sắp tới đây cùng với Trường Sang, cùng với Mạnh Quỳnh, cùng với Thiên Ngân, cùng với Trường Huy. Và như vậy, vì vậy thì Thúy Nhung chia sẻ muốn có những cái ca khúc mới để gửi đến với cô chú chị khán giả luôn yêu mến và ủng hộ Thúy Nhung. Thì em ấy phải cố gắng mua những cái bài hát, và những cái bài hát như vậy thì phải tốn tiền, đó là bản quyền, quyền sáng tác của tác giả. Những ca nghệ sĩ muốn thể hiện bài hát đó thì phải trả tiền. Vì vậy việc Thúy Nhung chia sẻ chuyển một số tiền tương đối lớn cho 4 bài hát là 9.700.000 đồng, cũng nói lên việc Thúy Nhung lúc nào cũng mong muốn đem những cái sản phẩm mới, những cái bài hát mới để gửi đến với cô chú anh chị khán giả. Vì vậy cô chú anh chị khán giả yêu mến Thúy Nhung thì hãy vào kênh YouTube của Thúy Nhung, đó là Phạm Thúy Nhung Singer, để nghe những cái bài hát, những cái ca khúc, những MV mà Thúy Nhung đã có trên kênh YouTube của mình, để cho em ấy có thêm thu nhập. Có thêm thu nhập thì Thúy Nhung sẽ trang trải cho cuộc sống của mình, rồi Thúy Nhung sẽ tái đầu tư vào những sản phẩm âm nhạc, sẽ thể hiện những ca khúc mới cũng như quay MV để gửi đến với cô chú anh chị luôn yêu mến và ủng hộ Thúy Nhung. Vì vậy chúng ta là những người yêu mến đàn gà con, hãy ủng hộ bằng cách vào kênh YouTube của Thúy Nhung hay Thiên Ngân, xem những cái bài hát, những cái ca khúc MV để cho đàn gà con có thêm thu nhập. Thì đàn gà con sẽ có thêm nhiều sản phẩm mới, MV để gửi đến với tất cả chúng ta là những người luôn yêu mến và ủng hộ đàn gà con. Thì hiện tại Thúy Nhung cũng đã quay xong 2 MV với Trường Sang và Dắt Long. 2 MV này cũng sẽ được công chiếu trong thời gian sắp tới, đặc biệt là chào đón Xuân Giáp Thìn 2024. Thì hiện tại Thúy Nhung cũng đang chuẩn bị tập dần những cái ca khúc cũng như là thể hiện trong cái đêm nhạc vào ngày 18 tháng 1 sắp tới đây tại phòng trà Đồng Giao. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Hãy cho Phúc xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.